bàn phím Cooler Master SK622. SK622 có một thiết kế vô cùng mỏng nhẹ, kết hợp điều đó với layout 60% tiện lợi, bạn có được một chiếc bàn phím cơ có hiệu suất cao và sự cơ động tuyệt vời. Sử dụng bàn phím cơ học với Squidcherry MX Low Profile và công nghệ Enki Roll Rover đảm bảo cho mọi lần nhấn đều được chính xác. Kết nối Bluetooth tiện lợi với dung lượng pin lên tới 4000 mAh. Bên cạnh đó thì vẫn có cổng kết nối USB Type-C. Bàn phím được trang bị giải đèn LED RGB siêu đẹp, từng nút bấm có thể được tinh chỉnh đèn nền một cách tinh tế, tạo nên một phong cách riêng nổi bật cho góc làm việc của bạn. Và thực hiện thao tác tùy chỉnh các chức năng như LED, Multimedia mà không cần đến phần mềm. Tương thích trên hầu hết các hệ điều hành với thiết bị hiện đại, với khả năng kết nối nhanh cả các thiết bị di động và máy tính xách tay, cũng như là Mac và Windows OS. Sản phẩm được bán tại các showroom của Hà Nội Computer với chế độ bảo hành 24 tháng.